Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim-airdrop nhận được 12 đồng token LiveData. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng cung phát hành là 32 triệu. Đã có 190 tài khoản holder. Đã phát sinh 425 lượt giao dịch nhé. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim-airdrop.net. Nên truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào website, các bạn làm theo hai bước trên chuyến chơi của mình. Bước 1 các bạn sẽ check contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract ngay ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc một chút contract của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví giúp mình. Ký hiệu LIGHT số token 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm địa chỉ token vào ví, các bạn chọn quay trở lại website claim-airdrop.net. Truy cập vào bước 2. Link rút gọn đây để nhận token. Các bạn nhấp vào đây, bắt đầu vào đây, get started. Ở đây các bạn có thể bỏ ra số vốn nhỏ là 0,05 BLP mua đồng token này để hold tích trữ lâu dài. Còn các bạn cần làm, các bạn nhấp vào đây, làm 12 like. Rồi, nếu như còn cái ví thì các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối nhé. Khi ra là 0,000605 BLP, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi, giao dịch đang được xử lý. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claim-airdrop.net để cập nhật những dự án miễn phí và tổng token mới nhất trên nền tảng BSC cho em. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch 3 lần, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch cho đời nhé. Ngoài ra trên đây còn nhiều tài khoản các sàn giao dịch khác. Các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh luôn. Bạn lưu ý các cột bên cái tay phải đây là những dự án airdrop sắp kết thúc, bạn có thể vào đây để nhấp vào hai cái nút này, nút copy contract dán sang ví của các bạn, thêm sang ví của các bạn và nút nhận token để các bạn vào claim nhé. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 12 đồng token là LiveData. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.